giữa ồn ào tranh chấp danh hiệu đời tư của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long được vén màn gây xôn xao dư luận. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long được biết đến là một nghệ sĩ gạo cội trong làng nghệ thuật cải lương Việt Nam. Dù vậy, đời tư và sự nghiệp của anh lúc nào cũng được trải đầy hoa hồng. Mới đây, anh cũng vừa bị đánh trượt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cao quý và bày tỏ sự thất vọng. Nam nghệ sĩ Kim Tử Long bày tỏ: Tại sao tôi bị trượt trong danh sách gửi đi từ sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến bộ để được xét duyệt nghệ sĩ nhân dân? Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi không được xét duyệt vào danh sách. Tôi đã bị lỗi gì? Tôi không được cái gì thiếu cái gì mà không nằm trong danh sách gửi ra bộ xét duyệt nghệ sĩ nhân dân. Đây là một danh hiệu cao quý dành cho những nghệ sĩ hoạt động lâu năm, có nhiều công hiến cho khán giả. Chính vì vậy, nhiều người mong muốn được công nhận là nghệ sĩ nhân dân. Tuy nhiên, hành động bức xúc của nghệ sĩ Kim Tử Long lại gây tranh cãi. Bên cạnh sự nghiệp thăng trầm, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cũng từng trải qua chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp. Nam nghệ sĩ Đào Hoa từng đổ vỡ hai cuộc hôn nhân. Anh kết hôn lần thứ ba cùng với nữ nghệ sĩ Trinh Trinh, kém mình 11 tuổi. Cô là cháu ruột của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Đầu năm 2020, Kim Tử Long gây xôn xao khi thừa nhận rằng bản thân đã từng ngoại tình với Phan Ruột. Điều đau lòng nhất là Kim Tử Long bị chính người vợ hiện tại phát hiện khi anh gian díu mập mờ với người đó được 3 tháng. Cuối cùng, nam nghệ sĩ quyết định chọn gia đình và nhận được sự tha thứ của vợ. Sau tất cả, hiện tại nghệ sĩ Kim Tử Long và vợ Trinh Trinh sống viên mãn cùng các con nhỏ. Người vợ hiện tại của anh hết lòng yêu thương con riêng của chồng, không hề có ý phân biệt. Nam nghệ sĩ cũng luôn ưu tiên chăm sóc gia đình.